Xin chuyển sang thông tin liên quan đến giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị, thực hiện chương trình sống và máy tính cho em năm học 2021-2022, Long An triển khai hỗ trợ hơn 9.300 máy tính bản, toàn bộ đều là máy mới cho học sinh khó khăn với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng. Cụ thể, Trung ương phân bổ cho tỉnh hơn 7.900 máy tính bản cho học sinh, đợt 1 gần 2.700 máy, đợt 2 hơn 5.200 máy, tổng giá trị trên 22 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh vận động hơn 1.380 máy tính bảng từ khổ khuyến học, các doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ, tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng. Chương trình tạo điều kiện trang bị máy tính cho các em từ lớp 1 đến lớp 12 thuộc diện hộ nghèo, khổ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là con trong gia đình có cha hoặc mẹ mất do Covid-19, giúp các em học trực tuyến trong thời gian cao điểm bùng phát dịch và phục vụ việc tham khảo tài liệu, tra cứu thông tin. Hiện nay, Long An còn gần 850 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có máy tính để học tập. Do đó, Quỹ ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai hỗ trợ máy tính bản cho học sinh trên địa bàn tỉnh theo chương trình cung cấp dịch vụ diễn thông công ích đến năm 2025 nhằm giúp các em có phương tiện tiếp cận thông tin, kiến thức.